Xin chào mọi người đã quay trở lại với IELTS Miss Hồng Kiều. Nếu mà như bạn đang có ý định chuẩn bị đi du học thì bắt buộc phải xem video này. Bạn đang có ý định đi, đang chuẩn bị hoặc sắp đi du học, bạn sẽ vẽ nên cho bản thân một bức tranh hường phấn về một đất nước văn minh, sạch đẹp. Bạn háo hức vô cùng cho đến khi hiện thực ập đến. Số 1. Không hề nha mọi người, không phải là cứ đi du học là tiếng Anh auto là sẽ tự nhiên trôi chảy hay ho đâu nhá. Tất nhiên là khi mình đi du học thì mình cũng phải đạt được một số điểm IELTS nhất định thì mình mới được đi rồi. Nhưng mà điểm IELTS cao không có nghĩa là sẽ nói được tiếng Anh. Thậm chí là điểm IELTS cao 7.7.5 mà điểm speaking không cao thì sang bên đấy chúng ta vẫn gặp khó khăn trong thời gian đầu khi mà hòa nhập với môi trường mà toàn là nói tiếng Anh thôi. Hơn nữa, nếu như chúng ta không cởi mở, không giao tiếp với các bạn học sinh nước ngoài, không sử dụng tiếng Anh trong đời sống bình thường thì có bao nhiêu năm các bạn đi nước ngoài đi chăng nữa tiếng Anh của bạn vẫn rất ý ẹ mà thôi. Mình đây, mình không hề giàu nha các bạn, mà là rất giàu. Thế giới bây giờ rất là hội nhập và cởi mở, cho nên chúng ta có thể tìm rất nhiều cơ hội để có thể đi du học mà vẫn tiết kiệm chi phí. Nếu chúng ta thực sự nghiêm túc tìm hiểu thì mình có thể có một số cách. Cách thứ nhất là mình có thể có những cái chương trình học bổng. Học bổng thì có rất nhiều, học bổng chính phủ, học bổng của bang, học bổng của trường, học bổng của nước đó. Cái cách thứ hai là chúng ta sẽ suy nghĩ về các nước chi phí thấp. Không nhất thiết là cứ lúc nào cũng phải là Anh, Úc, Mỹ là những nước kinh doanh giáo dục, mà mình có thể nghĩ đến những nước khác mà nó chưa được phổ biến lắm ở Việt Nam. Ví dụ như là Áo, Phần Lan, New Zealand, Ireland, Cộng hòa Séc, rất nhiều lựa chọn đúng không ạ? Hoặc là mình có thể suy nghĩ đến việc là đi sang bên đấy làm để trả nợ. Ví dụ như là Singapore cũng có chương trình là chính phủ cho vay để sau này làm ở lại Singapore làm việc này, hay là ở Úc. Hoặc là mình có thể cân nhắc những chương trình du học ngắn hạn hơn. Ví dụ ở Việt Nam có những cái chương trình là mình học đại học 2 năm Việt Nam, sau đó là 2 năm ở nước ngoài thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Có rất nhiều sự lựa chọn. Nếu như bạn thực sự nghiêm túc với chuyện đi du học thì có rất nhiều cánh cửa có thể mở ra cho bạn. Nói chung là cũng sướng được khoảng một tháng đầu, sau rồi thời gian sau toàn thấy khổ không ạ. Mình kể một số những cái khổ cho các bạn nghe nhé. Cái đầu tiên là cái chuyện là chúng ta sẽ phải lần đầu tiên trong cuộc đời tự lo thuê nhà này, lau nhà này, nấu nướng, giặt giũ, đi chợ, mua đồ, tất cả mọi thứ đều đến tay, quản lý tài chính. Đấy, rồi cái thứ hai nữa là tâm lý cô đơn. Có thể là các bạn rất là nhớ nhà, các bạn quen là có rất nhiều bạn bè xung quanh, có người thân. Còn đến đây thì không ai biết bạn là ai, bạn chả là cái đinh gì hết. Hồi xưa ở trong trường bạn là hoa khôi, còn sang bên này thì bạn chỉ là con tép diêu. Thì cũng phải quen dần với điều đấy. Hoặc có thể là sốc văn hóa, bất đồng ngôn ngữ này, rồi cố gắng để kết bạn nhưng mà không được này, hoặc là nói chung là cảm thấy dù sao sang bên đấy, dù mình có xuất chúng như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cứ là công dân hạng 2 mọi người ạ. Mình vẫn không phải là công dân của đất nước đấy, cho nên sẽ có một cái sự khác biệt nhất định. Mình không nói về những cái chuyện như là racist, phân biệt chủng tộc các thứ nha. Nó chỉ đơn giản là sự khác biệt. Và chúng ta sẽ nhận thấy một cái điều rõ ràng là chúng ta rất là khác biệt khi chúng ta đi sang một đất nước khác, cái mà chúng ta có thể không nhận ra khi mình đang ở nước mẹ đẻ. Một cái điều khác nữa cũng vô cùng khó chịu được sự thay đổi về thời tiết. Nó có thể là rất nóng, rất ẩm, rất lạnh, làm cho gọi là nhan sắc tàn phai. Hoặc là mình có thể bị dị ứng đồ ăn, dị ứng thời tiết, dị ứng đủ thứ. Nói chung là nhiều cái nó bất cập lắm mọi người ạ. Cho nên là không hề sướng nữa nhá. Du học lương cao à? Du học bây giờ thì thực ra hội nhập mở cửa thì cũng 5-7 loại du học. Du học tự túc, du học du học để đi chơi, du học để đi du lịch, du học để đi học, du học nói chung nhiều cái. Thế cho nên là khi đi du học mà nếu mà chúng ta không thực sự học, không có thực lực ấy, thì khi mà đi về nhà cũng không đảm bảo chúng ta lương cao đâu. Bên cạnh đó là hiện tại các chương trình đại học ở trong nước cũng rất là tốt rồi. Các bạn học ở trong nước cũng có điều kiện để tiếp xúc với tiếng Anh và các thông tin
ở bên ở thế giới qua mạng internet. Cho nên là khả năng cạnh tranh của các bạn học trong nước cũng không kém gì so với các bạn học đi du học. Cho nên là mọi người đừng suy nghĩ rằng là cứ đi du học về cầm cái tấm bằng là nó oách xì lách vậy thôi. Chứ còn đến lúc mà chúng ta đi xin việc và cái việc lương của chúng ta cao hay thấp, nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái chuyện là năng lực của mọi người như nào. Trừ khi là các bạn thuộc cái hệ là COCC. COCC. What the hell? À, con ông cháu cha. Thì không nói nhá. Quả bị chín ép thì thường là sẽ không ngon. Thế nên là ấy, nếu mà chúng ta nhiều gia đình nghĩ rằng là con đi du học càng sớm càng tốt, thì mình thì bản thân mình thì mình không có đồng ý cái vấn đề này lắm. Bởi vì là ấy, dựa trên những cái trải nghiệm của mình thì mình thấy rằng là nếu mà đi du học quá sớm thì những cái bạn trẻ nó sẽ gặp phải những cái vấn đề, những cái vấp váp về mặt tâm lý rất là lớn. Và nếu mà chúng ta chưa đủ trưởng thành và sự chín chắn thì nhiều khi là mình sẽ bị gãy trong cái quá trình đối diện với những khó khăn đó, đặc biệt những khó khăn về mặt tâm lý. Mình không nói về mặt thiếu tiền bạc hay là vật chất, mà chủ yếu là nói về vấn đề tâm lý và cái chuyện là phải tự lập một mình lần đầu tiên trong đời, mà tránh xa khỏi vòng tay của bố mẹ đó. Khi đi nước ngoài sống một mình như vậy thì nó sẽ có những cái cám dỗ, và nếu mà không có đủ sự trưởng thành thì mình khó có thể là vượt qua được. Cái vấn đề thứ hai nữa là nếu mà đi du học quá sớm hoặc là sang bên đấy, từ cái lúc mà chúng ta chưa có được nhận thức về bản ngã của mình, bản thân mình là ai, thì rất có thể nó sẽ bị rơi vào vấn đề là mất gốc. Các bạn sẽ bị cảm giác sự chơi vơi giữa hai nền văn hóa. Không phải là người Việt, không phải là người Mỹ, không phải là người Việt, không phải là người Úc, nó kiểu như vậy. Thì nó sẽ phải mất thời gian để mình có thể thích ứng. Vì thế là mình không có một cái độ tuổi nhất định là đến bao nhiêu tuổi thì mới bắt đầu được đi du học, mà nó phụ thuộc vào cái chuyện là cái độ trưởng thành chín chắn và tự lập của chính cái con người đấy. Thì khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng, gia đình mà cảm thấy sẵn sàng về tài chính, về tinh thần, về sức khỏe, về học lực, thì lúc đấy hãy nên đi, chứ không phải là cứ đi càng sớm là càng tốt. Hy vọng là thông tin mình chia sẻ về du học đã có ích với mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau nha. Bye bye.